tiếp theo mà chúng ta sẽ đi đó là chuẩn vân tay VKY. Người sở hữu chuẩn vân tay VKY là người có tính cách cũng khá là mạnh, và tính cách của chuẩn vân tay VKY thì cũng khá giống với chuẩn vân tay VKD, là một người cũng có khả năng giao tiếp tương tác với đa dạng đối tượng, chủ động xây dựng mối quan hệ rất là tốt và có khả năng là thuyết phục người khác rất là cao. Nhưng mà người sở hữu chuẩn vân tay VKY thì khả năng về giao tiếp tương tác sẽ kiệm lời hơn so với người sở hữu chuẩn vân tay VKD, bởi vì họ sẽ để ý cái việc mà nói chuyện về tương tác giao tiếp như thế nào là phù hợp với người đó. Đó, chúng ta để ý. Và có khả năng thích ứng với môi trường, hòa nhập vào môi trường rất là nhanh, sẵn sàng tìm kiếm những cơ hội mới, thách thức mới, nhưng mà họ sẽ chưa hết lòng và do cái vấn đề là họ luôn mâu thuẫn ở nội tại. Đây là một cái yếu điểm rất là lớn đối với người sở hữu chuẩn vân tay VKY này. Và người mà càng sở hữu nhiều ngón vân tay mà nói về chuẩn vân tay VKY á, thì người đó cũng thường hay lo lắng và suy nghĩ rất là nhiều, và họ hay lưỡng lự ở nhiều khía cạnh. Và đặc biệt một cái là người sở hữu nhiều chuẩn vân tay này, nếu mà chúng ta không bỏ được cái hạn chế này á, thì về mặt ngoại hình thôi thì cái người đó thì cũng sẽ xem như là già trước tuổi nhiều hơn. Đó là cái kinh nghiệm mà khi mà Nhân đi chia sẻ về sinh trắc vân tay mà Nhân để ý Nhân thấy. Nhưng cũng có một vài trường hợp cũng không gặp như vậy, tại vì họ đã thay đổi được cái vấn đề là mâu thuẫn nội tại rồi. Tại vì những cái việc quan trọng thì họ cứ lưỡng lự giữa được và không được, giữa mất và không, và họ lại không đưa ra quyết định được, không quyết đoán được, thì chính vì cái việc đó họ cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi. Mà nếu mà cái việc đó quan trọng thì họ có thể là đem vào giấc ngủ, đem vào những lúc mà không cần phải suy nghĩ thì trong đầu họ vẫn suy nghĩ về cái việc đó, cứ như suy nghĩ như vậy mãi, thì làm cho họ cảm thấy là khó đưa ra quyết định và họ bị mau già hơn. Do đó mình phải để ý về việc này. Và người sở hữu chuẩn vân tay VKY là gì? Người suy nghĩ theo nhiều chiều hướng đa góc nhìn, thì có nghĩa là người này cũng là cái người là đa mục tiêu, họ sẽ tập trung vào nhiều mục tiêu hơn. Cái người mà đang làm mục tiêu A rất là tốt, nhưng mà họ nhìn ngang ngó dọc lại thấy một cái mục tiêu B nó lại hay hơn, nó vui hơn, hứng thú hơn, và nó đem lại một cái điều gì đó nó tốt hơn, thì có xu hướng là chuyển hướng sang cái mục tiêu B liền. Và người sở hữu chuẩn vân tay VKY thì làm việc nó cũng có một cái phương án dự phòng đó. Điều này thì khá giống với chuẩn vân tay VKD. Và một cái nữa thì người sở hữu chuẩn vân tay VKY thì cũng khá là tò mò, hứng thú ở nhiều lĩnh vực, thích những điều mới mẻ. Có nghĩa là họ thích tìm hiểu những cái điều mà họ chưa biết, thích sự khám phá, thích đi du lịch, thích đi đây đi đó tìm hiểu. Và cơ hội thì của họ cũng tìm hiểu, nhưng mà đến lúc mà đưa ra quyết định thì họ sẽ có nhiều cân nhắc hơn. Có nghĩa là cơ hội thì có thể nhìn thấy như những chuẩn vân tay khác, nhưng mà đến lúc làm việc thì người này có cái phương án là dè chừng và có xu hướng là để cho người khác làm việc trước đi, làm trước đi, xem được hay không thì họ mới bắt đầu làm. Đó là một cái yếu điểm ở cái người mà sở hữu chủng vân tay VKY này. Và người sở hữu chủng vân tay VKY là một chủng vân tay nói lên là cũng là yêu cầu rất là cao, nhìn thấy cơ hội lưỡng lự nè, mâu thuẫn nội tại, có nghĩa là không biết là nên đưa ra lựa chọn đúng hay sai, giữa được và không được mà yêu cầu cao, thì đây là những cái hạn chế vô cùng lớn. Người sở hữu chuẩn vân tay VKY cũng là người đó khá là kỹ tính đó, và hay đặt ra những câu hỏi liên quan đến chất lượng và sự hoàn hảo. Cái câu này chúng ta thấy nó giống như bên tính cách của VKY, yêu cầu cao mà kỹ tính nữa, thì nếu một giao việc cho một người khác mà mình làm mình cứ không hài lòng thì riết thì cái người này sẽ tự đi làm luôn. Thì thứ nhất là mình cảm thấy về bản thân của người đó sẽ cảm thấy rất là mệt, tại vì không tin tưởng ai và một mình làm hết thì cái việc đó họ sẽ không ổn, có nghĩa là bị mất sức khỏe rất là nhiều. Rồi có xu hướng suy nghĩ quá nhiều là dẫn đến sự mất tập trung nè, dễ bị nản lòng và khó bị thuyết phục đó. Và ở đây họ suy nghĩ rất là nhiều, họ bị lưỡng lự ở nhiều khía cạnh rồi mà còn suy nghĩ nhiều nữa, thì về vấn đề về tìm kiếm cơ hội, về cách làm việc của họ thì họ sẽ chậm hơn so với những người khác, hay do dự nè, lưỡng lự, suy nghĩ quá nhiều ở nhiều khía cạnh nè, đưa ra những cách tiếp cận bảo thủ và có khả năng kiểm soát chi tiết, đề cao tinh thần đội nhóm, thích hỏi và chia sẻ với những người xung quanh. Thì người sở hữu chuẩn vân tay VKY cũng nói lên là người làm việc nhóm nó sẽ rất là tốt, cũng thích đặt ra những cái câu hỏi. Vấp Y và Vấp E thì đặt ra nhiều câu hỏi lắm, có nghĩa là họ hỏi để họ trải nghiệm, họ quan tâm xem chất lượng nó như thế nào, họ hỏi để họ tìm hiểu sâu vào vấn đề đó, nó có thật sự là tốt hay không đó.
Và ở đây người sở hữu chủng vân tay VKY thì cũng là khá là nóng tính, nhưng họ sẽ kiểm soát lại được. Và người VKY thì kiểm soát đến một mức độ nào đó thì họ cũng có xu hướng là bộc phát cái việc mà nóng tính mình ra, và khi đó thì nó giống như là ngọn lửa luôn các anh chị, nó có thể là đốt cháy mọi cái. Và tinh thần trách nhiệm của người này rất là cao, có nghĩa là nếu mà ai đó giao cho người sở hữu chủng vân tay VKY này một việc thì họ làm rất là tốt, thì họ làm sẽ xong việc. Nhưng mà có những việc đôi khi không quan trọng thì họ lại có xu hướng để từ từ nước tới chân mới nhảy, cũng là một cái yếu điểm. Và người sở hữu chủng vân tay VKY là người giao tiếp tốt, nhưng không phải là cái người mà mặt ngôn lắm, họ sẽ rất là kiệm lời và họ nói chuyện một cách rất là dè chừng. Rồi, và ở đây nếu mà VKY mà người nào sở hữu thì họ cũng hay để ý đến những cái sai, những cái lỗi từ người khác, và đây cũng là một cái hạn chế. Và người này cũng không thích những việc mà lặp đi lặp lại thường xuyên. Thì VKY thì làm những việc mà liên quan với ngoại giao, tương tác giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ nói nhiều thì sẽ rất là tốt. Và một cái đặc biệt là nếu mà người sở hữu chủng VKY thì nên tập trung vào một lĩnh vực nào đó và tìm hiểu sâu về nó để trở thành chuyên gia ở lĩnh vực đó. Tại vì đặc tính là cái gì họ có thể họ cũng biết, cái nói về chủ đề gì họ cũng có thể nói được, nhưng mà một cái là hỏi sâu vào vấn đề thì đó là cái hạn chế. Và biểu hiện mà của người sở hữu chủng vân tay VKY là cái sự mau lẹ. Mau lẹ có nghĩa là họ sẽ linh hoạt rất là nhanh. Mình một đứa bé mà đã đang làm một cái việc gì đó mà nó làm sai, mình quay qua mình nhìn nó xong cái nó điều chỉnh, hoặc là mình hỏi nó cái nó đánh trống lảng sang một cái chuyện khác á, thì đó là cái biểu hiện về sự mau lẹ của cái người này. Và do đặc tính yêu cầu của người này cao thì chúng ta cũng nên giảm luôn để có thể là phân chia công việc cho từng người cho nó phù hợp. Nếu mà người VKY mà ở vai trò là quản lý thì cũng không ổn, tại vì họ cũng dễ thay đổi về nguyên tắc và lập trường của mình, thì cái chính vì việc đó thì người khác sẽ khó thích nghi kịp, và nó dễ thay đổi nhiều quá thì nó lại không ổn.